Xin kính chào toàn thể tất cả các bạn. Hiện bây giờ là đúng 8 giờ sáng thứ bảy hôm nay là ngày mùng 7 tháng 9 năm 2024 mình đang ngồi uống trà đá. Xin bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn trước tiên cũng như thường lệ. Xin mời toàn thể tất cả các bạn cùng uống trà đá và xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đá. trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam á, Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái đảng độc tài. Đảng độc tài á thì nó không có muốn ở trong cái nội bộ á phe này đi theo Tây phương. Đó thì Cộng sản Việt Nam nó chỉ có muốn bảo vệ cái đảng của nó cho nên nó trung thành với Bắc Kinh. Thì các bạn để ý ngôn ngữ cơ thể đó. Cách trung bình là 6 tháng là phải có một cái bộ ngoại giao phải đi qua Trung Quốc nào là chủ tịch tổng bí thư đồ gì đó thì khi mà ông chủ tịch Nguyễn Phú Trọng mà ổng còn sống đó, ổng muốn đấu đá nội bộ đó. Thì ổng đưa ra một cái chiến lược đó là là đốt lò. Cái đó nó cũng là một cái cục đá chọi chúng hai con kim vừa chống hối lộ mà cũng vừa muốn mượn cái cái cớ mà để đẩy những cái người mà của cái phe ở dưới Nam Cộng. Nói chung là nếu mà ai mà vào mà đảng á là phải là phải trung thành với đảng phải làm những cái điều mà 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 đảng nó chỉ đạo nó nó giao nhiệm vụ còn mà mình đi ngược cái ý kiến đó là là nó 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 tìm cách nó đẩy mình ra đó là lý do tại sao mà ông mà ông phúc điện á ông ông bị nó nó cho ông đi về hưu nó cho ông rời cái ghế rồi gần đây nhất là cái ông võ văn thưởng đó ông giỏi võ văn thưởng lên cũng ở đi tuyên truyền cũng nói là phải đặt quyền lợi của đất nước đồ đặt quyền lợi của nhân dân đồ phải làm ở đảng là nó không có muốn nó chỉ muốn là làm sao mà mà cho cái đảng của nó trên tất cả mọi thứ phải làm bằng mọi cách phải bảo vệ cái đảng ai mà lên mà gì quyền lợi của người dân mà gì quyền lợi của của đất nước á là trước sau gì nó cũng cho uống trà và nó tìm cách nó cho cho gợi cái ghế thì các bạn để ý trước đây cũng có một cái ông tướng công an gì đó, ông cũng lên, ông cũng chia sẻ, ông cũng nói là bọn Trung Quốc với bọn Mỹ đồ nó cũng không có tốt lành gì đó, đó hai bên bên nào nó cũng muốn ăn tươi nuốt sống thằng Việt Nam rồi vậy đó, đó thì trong đó ông cũng nói động tới thằng, thằng 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 Trung Quốc thằng Trái Na, thì sau khi mà ông phát biểu là bắt đầu vài tháng sau là ông hạ đi về bên kia thế giới theo ông theo bà luôn rồi trước đây cũng có một cái ông ông dương trung quốc ổng cũng là một cái thành viên ở trong quốc hội bồ nhìn ổng cũng thường hay chia sẻ nói chuyện về cái hướng cởi mở đó dạo gần đây rồi bắt đầu nó cực đoan quá là nó tắt đài nó không có phỏng vấn nó không có cho ổng lên tiếng nói luôn đó bây giờ ở việt nam là phải nhà nhà là phải treo cờ đỏ sao vàng thậm chí là cộng sản nó muốn nóc nhà của người dân cũng phải sơn cái cái lá cờ để biểu lộ uh, trung thành với đàn anh của bên Trung Quốc. Thì à, đối với mình đó các bạn, ở trong cái xã hội đó, con người của mình nó chẳng qua không phải là con người người ta mà ai mà cũng muốn lương thiện, ai cũng muốn làm một cái điều tốt, ai cũng muốn 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 muốn, muốn mình à, à, thật thà chất phát và chẳng qua trong sống trong cái xã hội ông trời cũng ban cho con người đó, tạo quá ban ra rất là công bằng những cái người làm ác á, thì họ sẽ gặp cái chuyện ác thì trong cái tiếng việt của mình á người việt nam của mình gọi cái đó là nhân quả nhân quả là nó có thật sự nha các bạn và về phong thủy á, là nó cũng nó cũng thật sự nó cũng có thì um, ở nhân quả đó người mỹ người ta gọi nhân nếu mà mình nói tiếng mỹ nhân quả đó là kha mà kha mà mình nói kha mà là người mỹ hiểu kha mà nhân quả tức là À, trước đây ông tô văn lâm á từng ra lệnh à, 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 mấy cái người mà thuộc hạ đàn em cấp dưới của ông đi qua bên đức đó không không cần lực lệ của quốc tế mà đén đi qua bên cái, cái cái đất nước của của châu âu của người ta mà mà không có 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 xin phép mà để bắt cóc cái ông mà, à, Trịnh xuân thanh gì đó cái ông đó ở trước đây ông ở việt nam mà ông ăn hối lộ đó đó thì nó gửi và trong cái thời mà ông Tô Lâm ổng làm công an ổng cũng làm bàn tay của ổng cũng cũng gớm máu lắm. Người ta nói họ nói cái gì họ nói, cái 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 những cái, cái 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 điều mà họ nói cũng giống như trong xã hội Việt Nam của mình người ta truyền miệng người ta nói, đừng có tin những gì cộng sản nó làm mà hãy nhìn những gì cộng sản đừng có tin những gì cộng sản nó nói mà hãy tin những cái gì mà cộng sản nó làm. Đó thì nó nói là lúc nào nó cũng nói là năm... Tới năm nọ, năm kia là Việt Nam của mình đó hả? Là một cái đất nước đó hả? Phát triển mỗi năm 6% đồ kinh tế mạnh đồ như vậy đó. À, rồi hả, năm 2035 cái gì đó là lương của người Việt Nam của mình đó hả? Mười mấy ngàn đô la cho mỗi một năm đồ như vậy đó. Nó nói không à? Nhưng mà trên thực tế là dân chúng Việt Nam của mình khổ sở lắm. Thì... Um, đối với mình á về cái cái nhìn ngôn ngữ cơ thể á theo cái nhận định cá nhân của mình đó, ông tổng bí thư nguyễn phú trọng đó, không phải là ông bị bị bệnh mà ông tự nhiên ông 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 qua đời ông đi đoàn tụ với ông hồ chí minh đâu mà mình nghĩ là có thể mà cái ông mấy cái ông bác sĩ tư á mấy cái ông đó cũng có một cái gì đó đó chích cho ông trọng một mũi thuốc hay là cho ông trọng uống một cái ly Chà đá hay là là bỏ độc vô nước biển để bơm vô cho ông trọng ông ông đi khi mà ông trọng ông ra đi đó, thì những cái 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 cuộc mà đấu đá nội bộ mà về mà đốt lò đó những cái vụ sắp tới á thì nó đỡ các bạn biết không ông ông lâm lên đó ông còn che chở ông tô lâm lên ông còn che chở mà nếu mà để cho ông tổng phí tổng cụ cố tổng bí thư nguyễn phú trọng mà tiếp tục sống á thì có thể là những cái vụ đại án tới nó nó còn dính líu tới những cái quan chức nữa thì 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 cái đảng của nó sẽ sẽ giải tán nó nó sẽ đi nó 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 sẽ đi lùi và 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 nó sẽ có những cái si cận đan đó là lý do tại sao mà à, cái cái cách nhìn của mình đó các bạn phải 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 công nhận điều đó tại vì các bạn biết đó, cái văn hóa châu á của của mình là nếu mà ở trong cái đền triều đình mà nếu mà cái xã hội bây giờ mà nó giống như ngày ngày xưa ngày vua đó là các bạn thấy không nào là tướng quân hả nó tìm cách nó lật đổ ông vua ở thái giám nếu mà ông thời vua mà thời xưa mà ông vua mà ông thật sự ông tin thuộc hạ của ông á thì ông đâu có bắt à, mấy ông quan mà gần bên cạnh vua mà mà phải tiến chẳng qua ông vua không có tin mấy người đó các bạn biết không à, thiến là để cho đừng có mấy người đó đừng có làm phản mà lên giường với mấy công nữ mấy vợ của vua rồi đó, đó thiến cho 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 nó, nó tuyệt tiệt nọc à tông đường luôn đó. Lý do tại sao? Nếu mà à, thợ, thợ vua thời vua thời xưa mà mấy ông vua mà mấy ông tin mấy thuộc hạ mấy cái quan mà làm việc gần vậy, ông đâu có tiếng đâu, đâu có thiến thái giám đâu. Tiếng tức là mình không có tin người ta. Đó thì theo cái cái nhách cách nhìn của mình đó. mặc dù là ông cố tổng thống anh à, xin lỗi cố à, tổng bí thư Nguyễn Phú trọng á à, ổng à, ổng bị bị bệnh nhưng mà trước đó đó ổng đi ổng cũng đi bình thường ra quốc hội ổng cũng ngồi ổng bắt tay ổng cũng vui cười phải không một cái đùng như vậy ổng đâu có trừ khi nào mà một người á mà mà người ta sắp qua đời á mà người ta nằm người ta kéo dài hấp hối các bạn biết không điều trị nằm ở trên bệnh viện mà giống như là là bị 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 thời kỳ cuối rồi á bị bệnh nặng rồi còn trước đó ông từng ở Việt Nam nó tổ chức cái đại hội khẩn cấp cái gì đó quốc hội của nó họp khẩn cấp gì đó ông ông ông, ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ông đi tỉnh bơ mặc dù ông ông đi hơi, hơi yếu yếu nhưng mà lúc đó mình nhìn đó là mình nhìn ông còn khỏe lắm cái đùng cái các bạn biết không mà các bạn nhớ không báo chí nó đăng trước đó một hôm bác sĩ đồ ở trên trung ương đồ lên tiếng là à, và sức khỏe của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ổn định trước đó một ngày báo chí nó 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 phủ nó phủ nha, cái tin những cái tin đồn đó nó rõ ràng là nó nói là sức khỏe của ổng cách đó một ngày thôi à, nó báo nó vừa đăng lên sức khỏe của ổng bình thường không có cái gì à, mà đặc biệt à, cái đùng cái ngày hôm sau cái nói nói ông à, tổng bí thư nguyễn phú trọng mà ổng đi theo hồ chí minh các bạn đó mình bảo đảm với các bạn luôn nội bộ của nó đấu đá với nhau còn mà nói về đốt lò đó đốt làm sao mà được mà đốt mẹ cộng sản việt nam từ trên xuống dưới hả cô giáo cũng ăn giao thông cũng ăn cơ động cũng ăn bảo vệ cũng ăn một cái xã hội bác sĩ nó cũng ăn bệnh viện nó cũng ăn tầng nào nó cũng ăn đó. nghĩ sao mà cái đất nước việt nam mà hả nó làm cái gì mà nó 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 có hàng tỷ tỷ mỹ kim tiền đó ở đâu mà ra làm ăn cái gì À nói à, ở ở Việt Nam người ta làm ăn mấy cái người mà làm ăn thật thà chắc khoát ở Việt Nam làm cả đời mấy chục năm đi đánh cá đánh biển nuôi tôm Sức nhập khẩu bán cà phê à, à, các bạn thấy cái ông gì mà bán cà phê nổi tiếng ông Trung Nguyên đó, có có hàng tỷ tỷ Mỹ kim không mà tự nhiên ở đâu cái à, nó làm cái chức chủ tịch à, này chủ tịch kia cái bộ này bộ kia mà tiền ở đâu nó có hàng tỷ tỷ đô la Hàng tỷ 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 đô la Mà nhà Của mấy cái người đầu tư vô Xây những cái đô thị ở Phan Thiết Đồ này nọ Mà nó tặng cho không à Nó xây lên rồi cái bắt đầu Lúc mà mà nó nó đi thi Nó đi đấu giá mà để Đấu thầu mà để được miếng đất đó Nó cho đấu, nó, nó cho thắng thầu xây xong rồi nó tặng cho thằng này căn thằng kia ăn căn tiền đâu mà nhà đâu mà mua một căn nhà ăn triệu mấy hai ba triệu trong cái xã hội cộng sản nghèo nàn chứ đâu là đâu phải là một cái quốc gia đang phát triển các bạn mấy ông trừ khi nào mà việt nam của mình á, mà có cái đồng lương á, một tháng á, hai ba ngàn đô ở bên singapore đó bây giờ nói đơn giản như vậy thôi nè nước mỹ là một cái nước cường quốc nước mỹ là một cái nước giàu với trung lưu của mỹ là công việc công việc của cô giáo của trung bình đó việc làm của cô giáo bên mỹ đó, là khoảng chừng 50 000 đô la cho mỗi một năm 50 000 đô la cho mỗi một năm mà bây giờ các bạn đọc báo chí ở nước mỹ không ở giấc mơ mỹ xa vời làm lương cô giáo một năm lương một năm năm 000 hai vợ chồng ở bên mỹ mà làm công việc mà tay chân mà loại là công việc lương thấp nhất của nước Mỹ á, bèo nhất của nước Mỹ á, hộ nghèo á, hai vợ chồng cộng lại mỗi một tháng lãnh cũng được 50.000 đô la. Hai vợ chồng cộng lại. Mà bây giờ các bạn đọc báo chí đi. Người dân Mỹ người ta không mua nhà nổi. Một căn nhà trung bình 5 6 700.000 đô la một triệu mấy người dân Mỹ không mua nhà nổi. Tổng thống Mỹ à, à, ứng viên của tổng thống Mỹ ra tranh cử người ta còn lên tiếng người ta còn công nhận người ta sẽ tìm giải pháp để mà làm sao mà xây thêm nhà cửa để cho con cái đà giá cả nó giảm giảm giá nhà cửa cho mọi người người ta có khả năng sở hữu nhà cửa. nước mỹ giàu người ta mua không nổi nhà mà ở Việt Nam là một cái quốc gia đang đất nước đang phát triển không có tiền xây cơ sở hạ tầng phải dây Nhật Bản phải dây Trung Quốc phải dây nước này nước kia Châu Âu phải dây ở ngân hàng thế giới không có tiền mà một cái nước giàu ở nước Mỹ, dân Mỹ, làm cô giáo, thầy giáo, lương một năm, trung bình 50 ngàn, mua nhà không nổi. Mà Cộng sản Việt Nam đảng viên nó lấy tiền đâu ra mà nó mua một cái căn nhà trong những cái khu đô thị mà ở bên... Ở bên Phan Thiết mà mà một căn nhà 500 ngàn, một, năm à, 500 ngàn đô la, một triệu đô la, một triệu mấy đô la, tiền ở đâu nó ra. Mẹ toàn là tiền nó ăn hối lộ không à các bạn nên nhớ á cái hệ thống của của cộng sản việt nam á nó đi theo từng phe ok giống như ngày xưa ông cụ ông trương tấn sang ông lên ông làm đi chủ tịch nước đi đó là bao đầu ông lên đó là ông cấy ông cấy người của ông vô bộ này bộ kia xong rồi nguyên một cái vàng của nó ăn xong cái nó xuống cái tới ông cụ thủ tướng nguyễn tấn dũng lên ông lên cái ông cấy con gái của ông qua cái bộ ngân hàng ông cấy con trai của ông của thủ tướng nguyễn tấn dũng cái ông ông gì đó đi qua bên làm chủ tịch của cái này cái kia vậy rồi đồng minh của nó bạn bè nó nó cấy vô nó ăn hết một cái tớp đó đó ông trọng ông lên ông 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 diệt ông ông đốt lò mẹ bao nhiêu đời thủ tướng bao nhiêu người nó đi về nó đáp máy bay an toàn nó tẩu tài sản cho con cái của nó ra nước ngoài thị sĩ với cái thời buổi này mà bằng cái đồng tiền bitcoin nữa bằng cái đồng tiền bitcoin nữa đó báo chí ở bên Mỹ người ta loan tin đó. Thằng Trung Quốc á nó cày người của nó đi qua bên New York á nó làm tình báo. Tình báo nó gọi là agent đó. Làm tình báo, làm trợ lý cho 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 thống đốc ở bên uh, tiểu bang New York đó. Nó trả bằng tiền Bitcoin. Ở FBI của Mỹ á nói á thằng Trung Quốc nó trả bằng tiền Bitcoin. Rồi nó cấy cái... Cách nay ở bên Đài Loan mới vụ mới xử một cái vụ là bắt 12 người làm ở trong quân đội của Đài Loan á làm tình báo cho Trung Quốc, nhận bằng tiền Bitcoin. Nhận bằng tiền Bitcoin. Mẹ cái phong thủy với lại cái 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 mà cái 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 nhân quả là không phải là đơn giản đâu các bạn, đó là lý do tại sao mà khi mà nội bộ của nó mà Đảng Cộng sản mà nó bầu ông Tô Lâm lên đó là các bạn thấy không? Ở ngoài miền trung với hà nội không nó bị động đất bốn chấm mấy rồi mấy ngày nay mưa dầm mưa về lũ lụt con người ta khổ sở rồi bắt đầu một cái cơn bão mới đây ngày hôm qua một gọi là một cái siêu bão gia ghi gia um, ghi cái tên con bão đó là tên bão đó là bão typhoon đó, mà siêu bão gia ghi là cái người mà cái người mà người ta phát hiện cái 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 người người ta làm trong đài khí tượng ở bên china hay ở bên Dùng đông nam á đó cái người tên gia ghi đó người ta phát hiện ra cái cơn bão đó đó bão thai phun nó siêu bão cái cơn bão đó đó là một cái điềm báo cho 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 cái đảng cộng sản tại sao siêu bão nó không có đi qua bên châu âu nó không có đi qua bên cái nước khác mà nó bắt đầu nó đi từ 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 ở, ở đảo hải nam của trung quốc ở bên thuộc địa của trung quốc mà nó đi xuyên qua hà nội sao nó không đi xuống sài gòn nó không đi xuống miền trung mà đã đánh thẳng vô cái cơn bão nó đánh thẳng vô lăng ba đình mặc dù là nó không có đi ngay cái lăng ba đình nhưng mà cái hướng đó là ngay cái cái bộ não chỉ huy ngay cái trung ương của cộng sản việt nam các bạn nhìn vô cái đường đi của cái cơn bão đi đó là một cái điểm trước đó đó cách nay mấy tuần là một cái cục mây lạ nó đã xuất hiện ở bình dương rồi nó đã báo điểm rồi đó là phong thủy và 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 cái nhân quả là do cộng sản mà tô văn lâm trước đây hả tại sao mà nhiều chủ tịch nhiều tổng bí thư lên mà người ta không có bị ta thiên tai mà động đất nhiều như vậy động đất bốn chấm mấy rồi tới mưa dầm mưa về rồi rồi đất nó lỡ đồ này kia nó tai nạn giao thông đồ coi như là cái đất nước việt nam của mình bây giờ là là nó như là một cái bãi chiến trường vậy đó đó là một cái điềm báo rồi các bạn coi đi cái điềm báo trong những ngày tới đó là ông tô văn lâm mà ông còn giữ cái chức chủ tịch với tổng bí thư của nước việt nam là dân việt nam còn khổ dài dài nữa mẹ cái đám này mình nói rồi mà nó đi mở cửa mã nó đi cửa mã hết thời bao cấp nó đổi tiền nó cải cách ruộng đất à, bây giờ hả nó qua nó cải cách về về văn hóa tiên truyền còn người ta đi qua bên nước ngoài biểu diễn À, bây giờ nó kiếm chuyện chuyện nhỏ nó quái ra cho to nó dùng cái 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 chiêu chiêu trò nhơ bẩn để nó cảnh cáo tới mấy cái người ca sĩ khác mai mốt tụi mày có đi ra hải ngoại ca đừng có ca dưới cái lá cờ của Việt Nam Cộng hòa mình nói với các bạn hải ngoại rồi các bạn làm ơn đi nhà ai nấy ở ca, ca sĩ bên Việt Nam để cho nó ở bên Việt Nam nó yên ổn đi đừng có hại đời người ta qua bên đây rồi mình đi vô mình mua vé mình ủng hộ rồi tội nghiệp mấy cái em nó về bên bển rồi gia đình vợ con liên lụy bị tẩy chay nữa à, ta, tiền á nó không có quan trọng để cho người ta yên phận đi bầu xô ở bên nước ngoài á làm ơn đừng có gì lợi cá nhân đừng có gì tiền bây giờ đó là mình có cái thế mạnh ca sĩ hải ngoại mình tập trung nhà đèn nhà ải nấy sáng chị ngay nấy lo ca sĩ của hải ngoại mình bây giờ mình diễn cho ở ngoài mình 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 mình, mình ủng hộ khán giả của hải ngoại của mình có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo đừng có tham danh tham lợi các bạn biết không mà cộng sản á hả mình nói với các bạn rồi nó là nó chỉ có làm bằng mọi cách là nó chỉ có biết là biết cái đảng của nó thôi đó, các bạn biết không nó biết mẹ bật cân 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 bão gia ghi nó biết một cái siêu bão đi tới nó chỉ có thông báo người ta là ờ à, giới hạn đi ra đường thôi chứ nó đâu có mà có những cái chỗ mà 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 an toàn mà đưa người dân người ta quy tụ về chỗ đó để gọi gọi cái gọi là né tránh bão đâu đó gọi nhà cửa ở bên việt nam dân văn hóa việt nam đâu có cái nhìn xa đó, xây nhà xây cửa toàn là bê tông với xi măng không à đó, mai mốt mà động đất một cái ba cái cây xi măng cục xi măng nó đè lên cho mình luôn bây giờ bảo nó đi các bạn thấy không khi mà bảo nó đi xong á là người ta nhìn vô coi những cái clip người ta mới biết được là tầng trung quốc nó làm cơ sở hạ tầng đâu có chất lượng đâu ok ở bên nước ngoài người ta cũng bị cúp điện cây nó cũng ngã đồ như vậy mà cái độ của người ta mà đâu có các bạn xem ở trên clip kìa nhà cao tầng ở bên trung quốc ở hải nam á mẹ kiến hả nó lọt xuống đường thấy thương luôn Mấy cái nhà mà cao tầng mà nó làm bằng kiến á. Còn mấy cái nhà mà ở bên những cái nước tư bản rồi các bạn thấy ở bên nước Nhật động đất không? Động đất mạnh cỡ nào? Nhà người ta chỉ gung gung vậy thôi chứ. Thiệt hại nó đâu có nặng đâu. Còn ở bên đó hả Trung Quốc với Việt Nam. Sơn phết làm cơ sở hạ tầng làm cho nó đẹp đẹp nhé. Gió nó thổi, dòng nó, nó thổi đâu mấy cái đồ cây nó ngã xuống. Bùm 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 nóc nhà nó bay như là giấy vậy đó làm đâu có chất lượng đâu bởi vì động động cái nói ở việt nam mua nhà mua cửa đồ ghẻ đồ này nọ ở việt nam mua nhà mua cửa ghẻ nhưng mà ngược lại kiếm cái đồng tiền nếu mà mình làm ăn lương thiện á buôn bán nhà hàng đồ làm móng tay đồ làm lương thiện á thì mình đâu có thu vô bao nhiêu tiền còn ở những cái nước tư bản nhà nó mắc nhưng mà đường lâu đường dài á, là mình thâu lại được Mình trả góp được các bạn phải không Phần đông á, là việc kiều bên Mỹ á, là cuối đời á, Đại đa số luôn Ai cũng có tài sản nhà cửa bạc triệu bạc triệu Tiền hu đồ cuộc sống người ta thoải mái Mà động động á, nói nhìn cái cái lợi trước mắt Ở bên Mỹ hả cực khổ lắm Không có thời gian ở bên Việt Nam á, Tại vì ở bên Việt Nam không có công ăn việc làm thôi chứ nếu mà ở Việt Nam mà có công ăn việc làm mà trả lương người ta khá coi. Người Việt Nam của mình là nổi tiếng nhất trên thế giới là cần cù lao động. Người ta làm suốt luôn đấy nếu mà trả lương trả lương thỏa đáng đây. Bây giờ có một cái công ty nào mà nó về Sài Gòn mà nó khai trương nó nói bây giờ nó mướn lương nó trả mỗi một giờ 3 đô la, 4 đô la. Người ta làm thức trắng đêm, người ta làm quanh năm suốt tháng luôn chứ ở đó mà mà mấy cái người lười lao động nói ở bên Mỹ không có thời gian thấy tôi về Việt Nam không? Tôi thoải mái không? Các bạn biết không? Mình đi làm á, mình đi làm mình nghĩ cái điều trước tiên là mình nghĩ cái chuyện mình cống hiến cho xã hội. Đừng có nghĩ tới cái chuyện mà cực khổ cho bản thân của mình các bạn biết không? Nhưng mà mình có làm có ăn rồi mình làm thì cuối đời thì mình được tiền về hưu thôi mình đâu có làm cho ai đâu mình làm cho chính bản thân mình tại sao mình phải than vang mà nói bên mỹ gì đó thì ở trong cái vế đô nội dung này cái chính mình muốn nói về mà cái nhân quả về cái phong thủy phong thủy của nước việt nam của mình tại sao mà mình mình kèm vô cái 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 cái, cái từ phong thủy phong thủy đó là cái ông mà tô lâm này ông lên đó là cái phong thủy nó không có tốt đó cho nên cách nay mấy tuần nó có những cái cục mây lạ nó nó hiện ra ở ở Bình Dương và sau đó nó cũng có những cái cơn mưa dầm rồi đó nhưng mà cái lúc mà ổng vừa tiên thể ổng lên ổng lãnh cái chức chủ tịch á là chưa đầy một tuần sau là ở Sài Gòn á à, quên xin lỗi ở Hà Nội á, miền Bắc á là nó có những cái cuộc động đất. À 4 chấm động đất rất là mạnh. Đó, người dân người ta đang ngồi ở trong nhà thấy động đất người ta bỏ chạy tán láng đó, đó. rồi có những cái 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 nơi mà ở ở những cái 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 núi đó nó bị đất đó nó lỡ đó, nó làm mất đi những cái căn biệt thự đó là là về cái cái cái, cái điềm cái phong thủy các bạn phải không đó cho nên mà, những cái điều mà ổng làm ác á là ổng sẽ ổng lên ổng lãnh đạo là sẽ ổng sẽ làm cho cái ca mà đó cái nhân quả đó nó là sẽ làm cho người dân của mình ở từ đây trở đi sẽ bắt đầu xuống dốc và sẽ bắt đầu đau khổ Cái trước tiên đó là cái điểm đó là mấy cái em đem mấy em ca sĩ ra găng đe đó Nó nói là biểu diễn với cái lá cờ của, của chế độ cũ đó Rồi cách nay mấy ngày đó là bỗng dưng có một cái em trẻ Chu Vinh mà đường thắng cái giải đường lên đỉnh Olimpa đó Bỗng dưng cái đầu Em đó em lên tiếng em nói thẳng luôn là cái chế độ này là cái chế độ nó xấu đối với, với, với cái em này á đó. Đó thì um, ở trên đời các bạn biết không không phải là con người của người ta tốt lành gì người ta muốn làm chuyện thiện người ta muốn um, làm con người tốt là tại vì người ta không có muốn bị ảnh hưởng về cái vấn đề nhân quả thôi đó thì cái ông Tô Lâm này là ông là một cái người đó, bằng tay gốm máu ăn hối lộ đồ như vậy đó đưa người đàn em thuộc hạ của mình đi qua bên nước Đức bắt cóc người ta các bạn nghĩ đi nó cũng giống như một cái xã hội đen vậy đó thấy con ai giàu có tiền thấy không? mình nhắm tới mục tiêu cho đàn em đại ca ra lệnh cho đàn em đi tới bắt cóc cái người đó đòi tiền chuột thì nó cũng y chang như ông tô văn lâm mà đi qua bên đức bắt cái ông trịnh xuân thanh bắt cóc ông á thay vì ở xã hội bình thường thì mình bắt con của mấy người tỷ phú để mình đòi tiền chuột còn cái này bắt cóc ổng đem về để mà kêu ổng trả lại tài sản mà ổng ăn hối lộ đưa cho vợ con của ổng đứng đó đó cái phong thủy bây giờ là ngày tàn đến với, với, với. cái người lãnh đạo nó quan trọng lắm các bạn biết không cái người lãnh đạo nó quan trọng lắm người ta mà dìu dắt mà dân tộc mà đất nước mà đi đúng đường á thì nó phát triển nó tốt nó thoáng còn mà độc tài mà đảng trụy á công an trụy á là là dân người ta khổ tại vì khi mà anh anh độc tài anh đảng trụy á thì anh cấm cái gì anh cũng cấm đón đó đó phải không ở những cái nước tư bản á người ta đi vô người ta kinh doanh á là người ta kinh doanh người dân người ta kinh doanh tự do người ta tư nhân còn ở bên nước cộng sản việt nam á các bạn à, Chế tạo ra được một cái ứng dụng gì đi chạy xe gáp công nghệ taxi đi à, cộng sản nó cũng giống nó cũng diễn rồi nó cũng giống như là thoáng lắm như nước ngoài vô đây làm ăn ở à, vô đó làm ăn nhưng mà nó cũng lại có những cái tập đoàn của của chính phủ ở tới lúc những cái, cái 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 đại dịch gì mà mà mình bị Phong tỏa mà mình bị eo hẹp á thì á, chính phủ của nó nó bỏ tiền ra nó bảo kê cho 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 tập đoàn của nó còn mình tư nhân là mình bó tay không có ai bảo kê mình hết mình cạnh tranh mình cạnh tranh của không lợi với nó à, ví dụ như bây giờ mình phát minh ra một cái công nghệ shipper à, à, chở khách rồi đi à, nó nói hả à, xe ô tô ai đi xe ô tô điện vinfast đó là được đậu vô cái bãi này còn mà mày chạy uber uber của mỹ mày không cho mày vô cái bãi này Xong cái người dân người ta thấy bất tiện quá Người ta nói thôi đi Tôi muốn đi tới cái địa điểm đó mà Nếu mà đi hình Uber nó không cho tôi vô sân bay Nó không cho tôi vô thẳng vô cái bãi đậu Còn mà nếu mà tôi đi xe ô tô điện VinFast của chính phủ á Xe ô, xe taxi á, công nghệ á à, Là nó cho tôi thoải mái muốn đậu đâu đậu Xong người dân người ta ụng 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 Gọi là bảo hộ À cuối cùng các bạn Đâu có làm ăn được trong cái thế giới của Cộng sản Việt Nam Các bạn thấy không cho nên đừng có mơ mơ ảo ảo mà nhẹ dạ Mà nghe lời nó đầu tư dụ đồ Kiều Bào bây giờ mua Nhà mua đất mua đai Đồ này nọ đi Kiều Bào đi về làm ăn đi Chẳng qua là nó muốn đem tiền đô Về cho nó thôi cứ Các bạn cứ tưởng tượng cũng giống như Ở xã hội một người một ở ngoài đời vậy đó à, Nó thấy mình có nhiều tiền quá Cái nó muốn xin tiền mình Cái nó giả bộ nó nói cho anh mượn Em trai cho anh mượn 50.000 đô la đi cho nó mượn xong mà nó không trả luôn đó thì cộng sản nó cũng vậy á đem tiền đô về bỏ vô rồi khỏi lấy ra luôn đó, lúc đầu thì nó nói ngon nó ngọt nó kiều bào đồ các bạn biết không đó thì sáng thứ bảy ngồi uống trà đá bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn đến đây mình xin tạm dừng cái video hẹn các bạn lại chương trình kỳ sau Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của tất cả các bạn. Cảm ơn thời gian quý báu của tất cả các bạn cuối tuần xin chúc cho tất cả các bạn thật là nhiều vui vẻ hạnh phúc và gặp nhiều may mắn xin chào tạm biệt